sở hữu nọc độc chết người cùng tốc độ kinh hoàng. Hổ mang Ấn Độ, cạp nong, hổ bướm và rắn lục hoa cân là bốn loài rắn được mệnh danh là tứ đại nọc độc của Ấn Độ. Chúng còn được xem là nỗi kinh hoàng của người Ấn Độ vì gây ra những ca tử vong cho người nhiều nhất. 1. Hổ mang Ấn Độ. Rắn hổ mang Ấn Độ, tên khoa học Naya Naya, là một loài rắn thuộc họ rắn hổ. Loài này được mô tả khoa học đầu tiên năm 1758. Loài này thường dài khoảng 1,8 mét. Hổ mang Ấn Độ không hổ danh là thành viên của Big Four khi sở hữu nọc độc cùng tốc độ gây chết người khủng khiếp. Nọc độc chứa độc tố tác động trực tiếp lên thần kinh khiến nạn nhân có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Trung bình hàng năm, loài rắn này gây ra cái chết của 1.000 người. Loài này thường ăn động vật gặm nhấm, cóc, ếch, chim và rắn khác. Chế độ ăn uống chuột dẫn nó đến các khu vực sinh sống của con người bao gồm cả trang trại và vùng ngoại ô của các đô thị. Mặc dù gây ra nhiều ca tử vong, nhưng người dân Ấn Độ vẫn luôn tôn kính chúng như linh thú. Đây cũng là loài rắn người Ấn Độ thường thôi miên. 2. Rắn cạp nong. Rắn cạp nong, tên khoa học là Bungayusa phycota, là một loài thuộc chi cạp ni, sinh sống chủ yếu ở Ấn Độ, Bangladesh, Nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Các loài rắn này thường có chiều dài khoảng 1 đến 1,5 mét, mặc dù có cá thể dài tới 2 mét đã được quan sát thấy. Với đặc tính ưa thích sống gần khu vực con người, đặc biệt là các làng để kiếm nước và động vật gặm nhấm, rắn cạp nong đã, vô tình, gây nên nhiều cái chết của người dân. Mặc dù có độc tính tác động lên hệ thần kinh như rắn hổ mang, nọc độc rắn cạp nong tác động hiệu quả hơn tới nạn nhân. Cú cắn của chúng rất nguy hiểm và gây ra trụy hệ hô hấp. Tỷ lệ tử vong của nạn nhân lên tới 75%. Vì các vết cắn của chúng ít khi sưng hay đau nhiều, nạn nhân có thể nhận được cấp cứu quá trễ sau khi triệu chứng tê liệt thần kinh đã bột phát. 3. Rắn hổ bướm. Hổ bướm là một trong những loài rắn nguy hiểm nhất thế giới. Loài này sống chủ yếu ở châu Á và được đặt theo tên của nhà nghiên cứu bò sát người Scotland Pachitjaser từ năm 1726 đến năm 1805, người có công miêu tả rất nhiều loài rắn ở Ấn Độ. Sau khi bị tấn công, nọc độc của hổ bướm khiến nạn nhân cảm thấy đau đớn, nôn mửa, xuất huyết, phù nề, hoại tử và sau đó là tử vong. Rắn hổ bướm chịu trách nhiệm 90% các ca tử vong do bị rắn độc cắn của con người do tập tính thích sống ở nơi đông người của chúng. 4. Rắn lục hoa cân. Được mệnh danh là kẻ giết người đáng sợ bậc nhất, thành viên thứ tư của Big Four là rắn lục hoa cân, tên tiếng Anh là Saucer Viper. Loài này thường phân bổ ở khu vực Trung Đông và Trung Á, đặc biệt là Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á. Cùng với trên Viper, rắn lục hoa cân là hai loài rắn độc nhất trong họ rắn lục. Tất cả các loài rắn trong họ này đều có các răng nọc tương đối dài và có khớp nối cho phép đâm sâu và bơm nọc rắn. Chỉ một cú táp của rắn lục hoa cân, nọc độc của chúng sẽ gây ra những triệu chứng đau, sưng, giảm huyết áp, nhịp tim, hoại tử và có thể gây tử vong do nhiễm khuẩn huyết. Loài rắn này rất nóng tính và thường kiếm ăn vào ban đêm, đặc biệt là sau khi trời mưa.